Dịp cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Do đó, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn với lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến đường DT477B, đoạn qua địa bàn xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, chỉ trong khoảng 20 phút đã ghi nhận 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 2 người điều khiển xe máy. Buổi trưa là chủ nhà họ có mời ạ. Vâng. Em làm nhà ngay đây họ có mời, thế là hôm nay là cũng xong rồi chị. Vâng, thì họ mời, thế em uống mấy chén rượu. Xong là bây giờ là về là... thì em biết là mình vi phạm rồi thì thôi thì chủ nhà lại mời nó nể. Thế thôi thì uống vậy vi phạm thì mình phải chịu thôi. Hôm nay là cũng là lên về đám cưới vui vẻ với bạn bè thôi, một hai chén mà. Tôi cũng biết là cũng vì giao thông thì tôi cũng biết rồi nên thôi thì hôm nay cũng là quá chén thôi. Còn tại thành phố Ninh Bình, việc kiểm tra nhận được sự phối hợp của các chủ phương tiện ô tô xe máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số trường hợp tỏ thái độ chống đối, đây đều là những trường hợp đã có sử dụng rượu bia vẫn lái xe. Theo số liệu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong đợt cao điểm từ 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra trên 600 phương tiện, trong đó hơn 520 mô tô, 54 ô tô, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng, tạm giữ 292 phương tiện. Đáng chú ý, có 9 phương tiện ô tô, 100 phương tiện mô tô vi phạm mức 3 là từ 0,25 đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã thực hiện các cái chuyên đề về đảm bảo cho an toàn cho Đại hội Đảng cùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thì cũng đã tăng cường công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Cơ bản thì người dân khi lái xe tham gia giao thông thì cũng chấp hành tốt, tương đối tốt, nhưng mặt khác thì cũng có một số trường hợp thì vẫn còn sử dụng rượu bia và tham gia giao thông. Thì đối với những trường hợp đó thì đội cảnh sát giao thông đã xử lý đúng theo đúng quy định. Việc lực lượng chức năng nghiêm túc triển khai đợt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường đã tác động mạnh mẽ vào trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông. Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Gia Viễn đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác đảm bảo tuần tra kiểm soát là 24/24, xử lý nghiêm những cái lỗi mà trực tiếp gây ra những cái vụ tai nạn giao thông, để nâng cao cho ý thức cho người dân tham gia giao thông trong dịp Tết, đặc biệt những cái lỗi như kiểu là vi phạm về nồng độ cồn, cái phạt về cái nồng độ cồn này rất là nặng, và tước giấy phép lái xe. Thì qua quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã thấy là người dân đã nâng cao ý thức và cái số lượng vi phạm là cũng giảm dần. Em từ xưa nay thì em không dùng chất kích thích, bởi vì em thấy nó uống rượu vào thì nó cái thần nó kích thích, nó nói lăng nhăng, nó không giải quyết cái vấn đề gì. Những cái hội nghị thì thường không tránh được rượu bia, nhưng theo em thì để an toàn nhất thì ta nên đi taxi. Việc ra quân xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn trong dịp trước Tết Nguyên đán sẽ góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội xuân sắp tới. Chiếc container đang lưu thông trên đường bỗng một cậu bé chạy tạt qua và lao vào gầm xe tải. Video không chia sẻ hết đoạn sau, nhưng nhiều người có thể đoán được hậu quả mà vụ tai nạn này gây ra. Tình huống giao thông này gây lo sợ cho bất cứ ai, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho mỗi bậc phụ huynh không để con em tự tham gia giao thông trên đường hoặc vui chơi, làm việc gần đường.